Nếu tin vào Thiên Chúa và sống với điều răn thứ nhất mà Thiên Chúa lệnh truyền cho nhân loại là thờ lạy và kính mến một Thiên Chúa duy nhất, thì chúng ta thấy những câu chuyện về phép lạ dường như rất đỗi là bình thường, bởi nó vẫn diễn ra những phép lạ ngay trong đời thường của chúng ta. Từ không khí để chúng ta thở, chúng ta không nhìn thấy, nhưng nếu không có không khí thì chúng ta không thể nào mà sống được. Tình yêu của Thiên Chúa bao trùm trong cuộc đời của những người tin vào Ngài. Phép lạ thánh thể dường như đã xảy ra ở tại một nhà nguyện, nhà dòng kín Camelo. Tuần báo ở tại Montreal có tên là Patrick đã đăng một cuộc phỏng vấn với mẹ bề trên của dòng kín Camelo ở Canada cho các chị em cùng dòng. Mẹ bề trên khác đã kể một câu chuyện lạ thường xảy ra ở ngay trong dòng. Ngày kia, một tên lính đã xâm nhập vào dòng kín và đã quyết định lục soát khắp nơi. Hắn lọt vào nhà nguyện, một dì phước nói với hắn rằng đây là nhà Chúa cần phải tôn trọng. Tên lính ấy hỏi rằng, Chúa của các ngươi đâu? Dì phước vừa nói vừa chỉ tay vào nhà tạm. Ở đó, tên lính đã cầm súng nhắm thẳng vào phía trung tâm của nhà tạm và nã đạn. Và rồi một viên đã xuyên qua nhà tạm làm vỡ tan bình đựng mình thánh và tung hết mình thánh ra xung quanh. Tên lính ấy bất động với khẩu súng đang chìa ra, chẳng còn cử động được nữa. Mắt không nhúc nhích, người cứng đờ như tượng đá. Tên lính đột ngột bất động như là một khối vô hồn trước khi kêu hú lên một tiếng rồi ngã sóng xoài ra nền nhà, ngay trước bàn thờ mà hắn đã cố tình xúc phạm sự thánh ở tại nơi nhà tạm đặt mình thánh Chúa. Nhiều phép lạ thánh thể đã diễn ra khắp nơi trên thế giới mà chúng ta đã biết. Cho đến nay đã có hơn là 130 phép lạ thánh thể được giáo hội công nhận. Tất cả đều bắt đầu từ phép lạ thánh thể ở Lanciano vào khoảng năm 750. Một đan sĩ nghi ngờ về sự hiện diện thật của Chúa Jesus Kitô trong thánh thể. Khi đọc lời truyền phép, Ngài đã nhìn thấy bánh và rượu được truyền phép đã trở thành thịt và máu của Đức Jesus Kitô. Các phân tích khoa học đã cho kết quả đó là thịt và máu của con người, và điều này xảy ra với các phép lạ thánh thể. Phép lạ thánh thể nổi tiếng xảy ra ở tại Bolzano ở nước Ý vào năm 1263. Ít được biết đến hơn có phép lạ ở tại Benoist vào năm 1996. Các phép lạ thánh thể mới nhất ở tại Sokoka vào năm 2009, ở tại Legnica vào năm 2013 đều ở Ba Lan. Thành phố Legnica có khoảng là 100.000 dân, mặc dù theo lịch sử nó thuộc về Ba Lan, nhưng từ năm 1809 đến năm 1945, theo sự phân chia lãnh thổ quốc gia, đã bị sáp nhập vào Phổ và sau đó là Đức. Nhà thờ bằng gạch đỏ với tháp chuông cao 75m được dâng kính cho Thánh Jacinto vào năm 1185 và thời gian 1257, được xây dựng vào đầu những năm 1900. Vào cuối thế chiến thứ hai, các quan chức của chế độ Xô Viết đã sử dụng nhà thờ làm chuồng ngựa của Hồng quân Liên Xô. Chỉ vào những năm 1960, nhà thờ được phục hồi lại thành nơi thờ phượng và là một trong bốn nhà thờ giáo xứ Legnica. Những năm gần đây, trong một nhà nguyện của đền thánh dâng kính Thánh Jacinto ở Legnica phía tây nước Ba Lan, các tín hữu cầu nguyện trước một mặt nhật có mình thánh với các vết máu. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2013, khi cha sở của giáo xứ cho rước lễ, thì một mình thánh đã rơi xuống đất và ngay lập tức mình thánh được nhặt lên, được đặt trong một bình thánh có nước và được đặt trong nhà tạm theo chỉ dẫn của giáo luật. Vài ngày sau, những vết đỏ xuất hiện trên bề mặt của mình thánh được Đức Giám mục của Legnica vào thời điểm đó, đó là Đức cha Stephen Sichi. Ngài đã quyết định thành lập một ủy ban phân tích khoa học. Kết quả thật đáng ngạc nhiên và xác nhận rằng nó có những điểm tương đồng với cơ tim của con người với những thay đổi thường xuất hiện trong lúc đau đớn. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2016, Đức cha giáo phận Legnica, Ngài đã công bố sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin xác nhận không có gì ngăn trở, nghĩa là đồng ý. Sắc lệnh này được Bộ ban hành sau khi cứu xét kỹ lưỡng việc không thể giải thích được. Mình Thánh Chúa không bị tan sau khi được đặt trong bình thánh có nước vào ngày 25 tháng 12, 2013 và sau đó xuất hiện trên mình thánh những dấu vết máu được các nhà di truyền học xác nhận là của con người với máu thuộc nhóm AB.
Và chất liệu sinh học gồm những phần bị phân mảnh của cơ vân ngang rất giống cơ tim, với những biến đổi thường thấy trong cơn hấp hối. Bộ giáo lý Đức Tin đã chỉ thị trưng bày thánh tích để các tín hữu có thể cảm nghiệm việc tôn thờ theo cách thích hợp. Bác sĩ tim mạch Engel, một thành viên của Ủy ban nghiên cứu do Đức Giám mục thành lập, đã giải thích nhân dịp công nhận phép lạ rằng: "Chúng tôi cũng đã gửi mẫu đến khoa pháp y của Đại học Y khoa Pomeria. Trong số các phân tích được thực hiện có DNA, kết luận của các nhà nghiên cứu như sau: đó là mô cơ tim có nguồn gốc con người. Tất cả các nghiên cứu được thực hiện không giải thích được hiện tượng này hoặc làm thế nào có thể xảy ra. Để không ảnh hưởng đến kết quả, các nhà nghiên cứu không được biết nguồn gốc của vật liệu được phân tích." Lạy Thiên Chúa chí tôn vinh hiền, xin chiếu sáng vào tâm hồn mù tối của chúng con. Lạy Chúa xin ban cho chúng con một niềm tin son sắt, một đức cậy vững vàng, một lòng mến trung kiên. Xin làm cho chúng con nên minh mẫn tình tường, để chúng con biết tuân hành thánh ý của Ngài. Lạy Thiên Chúa chí tôn vinh hiền, xin chiếu sáng vào tâm hồn mù tối của chúng con. Lạy Chúa xin ban cho chúng con một niềm tin son sắt, một đức cậy vững vàng, một lòng mến trung kiên. Xin làm cho chúng con nên minh mẫn tình tường, để chúng con biết tuân hành thánh ý của Ngài. Amen. Xin làm cho chúng con nên minh mẫn tình tường, để chúng con biết tuân hành thánh ý của Ngài.